Tết Nguyên đán, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông thường diễn biến phức tạp. Để người dân có một mùa xuân trọn vẹn, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động các phương án đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, bám trụ trên những cung đường, ngõ phố, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông. Vì hạnh phúc, vì một mùa xuân yên bình cho nhân dân. Xen lẫn trong dòng người đón xuân chúc Tết trên các nẻo đường là những chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Không được vui xuân trọn vẹn bên gia đình người thân. Món quà Tết vui nhất với cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động công an tỉnh Quảng Ngãi. Giản đơn chỉ là những ca tuần tra kiểm soát, không có những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Người dân vui xuân đón Tết an toàn. Lực lượng cảnh sát cơ động chúng tôi luôn xác định là với tinh thần thức cho dân vui chơi và thức cho dân ngủ. Thì với tinh thần đó, sau khi được giám lãnh đạo đơn vị triển khai phát động phong trào, thì lực lượng mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi đã viết cam kết, hứa quyết tâm tạm gác niềm vui xuân cùng với gia đình để ra quân thực hiện thắng lợi theo tinh thần chỉ đạo của giám đốc tỉnh. Thành phố Quảng Ngãi, nơi tổ chức những lễ hội xuân thu hút hàng ngàn người đến vui chơi. Công an thành phố Quảng Ngãi đã triển khai lực lượng tuần tra khép kín địa bàn, kịp thời ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Quý Mão 2023. Xây dựng một cái tổ công tác đặc biệt hoạt động khép kín trên địa bàn từ 24 giờ trên 24 giờ từ ngày 20 tháng Chạp, tức là ngày 11 tháng 1 dương lịch, đến ngày 31 tháng 1 dương lịch, tức là ngày 10 Tết, để đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự giao thông, trật tự đô thị, cũng như là đảm bảo tất cả các điều kiện khác để cho bà con thành phố Quảng Ngãi cũng như bà con tỉnh Quảng Ngãi đến thành phố Quảng Ngãi để vui xuân và đón Tết, một cái Tết hết sức là bình yên. Ngày Tết, phương tiện vận chuyển hành khách hàng hóa tăng cao, lượng người tham gia giao thông đông. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường lực lượng phương tiện. Nhiều tổ tuần tra có mặt liên tục dọc tuyến để kiểm soát và phòng chống các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nguy cơ gây tai nạn giao thông. Tuyên truyền nhắc nhở các lái xe điều khiển phương tiện đúng tốc độ, không uống rượu bia, chất kích thích khi tham gia giao thông. Tết này thì anh em cũng cố gắng đưa bà con về quê ăn Tết an toàn, chạy xe đúng theo quy trình của nhà xe. Trạm cảnh sát giao thông Đỗ Phổ đã triển khai xử lý vấn đề chuyên về tốc độ trên các tuyến giao thông, đảm bảo trước, trong và sau Tết cho nhân dân vui xuân đón Tết được an toàn. Mùa xuân mới đã về, từng con đường góc phố đầy sắc xuân, dòng người nô nức vui xuân trong yên bình. Phía sau một mùa xuân bình yên có những cống hiến thầm lặng của cán bộ chiến sĩ công an vì niềm vui, hạnh phúc của nhân dân.